Khi lớp toán chiến thần ngôn ngữ và thần đồng toán học, nghe học sinh đánh vần và tính nhầm cái mà cô giáo muốn xỉu ấp xỉu đau luôn. Mười bè sắt. Mười bè sắt gì? Mười bè sắt cây bông. Mười bè sắt cây bông. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Trời ơi, mười bè sắt bé. Mười bè sắt bé. Ừ. 13 cộng với 15 là bằng nhiêu? 25. 30 cộng với 30? Cộng 30. 30 cộng với 30 mà bằng 30 luôn. Dạ. Giỏi ta. 6 cộng với 4 bằng nhiêu? Bằng 6. 8 trừ 8 bằng mấy? Bằng 10. 8 trừ 8 mà bằng 10? Dạ. Ai dạy ạ? Em tự biết á cô. Em tự biết? Dạ. Giỏi ta.